Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình yên và khỏe mạnh nha. Hôm nay mình trở lại, mình ra mình coi lại cái cây táo tàu Thái Lan này các bạn. Ui, trái nó lớn rồi các bạn ơi. Hôm trước là bông không ha. Trái chút chút à. Bây giờ trái nó lớn rồi, mê chưa các bạn? Nên mình quay lại cho các bạn ngắm ha. Nhưng mà trái này chưa ăn được các bạn ơi, còn xanh đó. Sao, hôm giờ cũng có mấy tuần lễ rồi ha, mà sao lâu chín quá ha. Đó, còn xanh mà ăn chát lắm, không ngon đâu. Đó, có mấy trái này nó cũng vàng vàng này, các bạn thấy trái không? Để mình quay quay trái xong á, quay hết mấy cái trái xong rồi cái quay từ gốc lên ngọn cho các bạn ngắm ha. Cây nhỏ xíu à, cây này mình mới trồng có 1 năm thôi á các bạn. Năm ngoái mua về thì có 2 3 trái à, mà năm nay nó nhiều trái vậy này. Ôi, cái loại giống này cũng dễ trồng á các bạn ơi, dễ có trái mà dễ dễ trồng á. Hồi mùa hồi hồi tháng đầu đầu tháng 5 tháng 6 á, nó có 1 cộng 1 à, bằng 2 gang tay như các bạn. Mà khi mà nó nóng, trời nóng lên, ấm lên á, nó phát lên á, vui cho nó lên nè, lên nhanh lắm á. Vậy là cây này trồng dưới đất mau lớn lắm á các bạn. Này có mấy cái trái này bự nè, chắc chín rồi nè, mình nghĩ chắc mấy trái này chín quá, hái thử thôi ha. Mà còn như vậy là ăn ăn chưa ngon đâu nè, gán này là đó, còn như vậy là ăn chắc chưa ngon đâu, nhưng mà hái thử ăn thử thôi ha. Trái nè, trái bự chưa nè, trái bự bằng mấy cái. Đây, nó coi lên trái bự quá trời luôn á. Nè, các bạn thấy trái bự chưa? Mà nặng lắm nha, để mình hái thử ha. Đó, cái trái của nó này các bạn. Coi chưa? Nó vàng nữa, chắc nó vàng nữa nó mới ngon á. Bây giờ nó cũng còn hơi xanh xanh nè. Đó, các bạn. Ừ. Cầm ra còn lắm gì chứ bộ ít sao. Nặng ghê lắm, nặng lắm. Còn đây cái gốc nữa này, các bạn thấy cái gốc của nó cũng nhỏ xíu à, đâu có lớn đâu. Cái thùng là 25 ga lông này à, cái thùng ở dưới đất lên 25 ga lông ha. Rồi ở dưới lên nè, từ từ ở dưới đi lên ha. Đó, được 2 trái, hái 1 trái rồi, còn 2 trái bự này ha. Rồi lên mé bên này nè, trái của mé bên này nè các bạn, trái của mé bên này nè, còn nhỏ. Mấy trái này thì chắc lâu đó, mấy tuần rưỡi nó chưa chín đâu. Còn có 1 trái màu vàng kìa. Đó, có 1 trái màu vàng nè. Rồi. Trái đó, các bạn thấy trái, cái táo này dễ trồng lắm á các bạn. Mau dễ trồng mà trái nhiều quá trời luôn. Không có khó như táo tàu. Mà táo này ăn như vậy tháng 11, 12 ha. Còn táo tàu tháng này nó đi ngủ hết rồi. Juju li vậy, nó đi sugar hay là vanilla rồi, nó đi ngủ hết rồi, nó rụng hết lá, nó còn cành không à, trơ xương ra rồi các bạn. Còn thằng này thì mới bắt đầu nè, nó bắt đầu trái, nó bắt đầu hùng hùng á, các bạn thấy trái nó chưa, nó lên lên trên ngọn á, có nhiêu đây thôi á các bạn, cao bằng mình nè à. Sợ e còn thấp hơn nữa, mình cao 1 thước 6 lận, 5 feet 6 lận á, 5 feet 6 lận theo theo của Mỹ á. Đây trái này thấy chưa, thấy mơ chưa, nó đậu 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 gặt luôn các bạn ơi, hay ha. Mà mấy cây của mấy người khác trồng lớn lắm, người ta trồng dưới đất á các bạn, nó bự lắm, còn mình trồng ở trong chậu thôi mà nó cũng được mùa giống gì nè là tốt rồi đó các bạn ha. Đó mấy đây nè, đây đây trái là trái, mấy trái này nó vàng rồi nè, chắc sắp sửa ăn được á. Còn mấy trái này còn non á, còn non lắm đó. Anh ăn thử hả? Nó được mà. Ăn được rồi, ăn được rồi, trái này vàng vàng kiểu này là ăn được rồi, ngon rồi. Ôi trời, ngon quá, không có mùi chua gì hết à, không có mùi chua, nó có mùi thơm gì hết rồi các bạn ơi. Mình nó giòn thôi, nó giòn ăn là giống như là apple hay là trái lê, không có nhớt, chỉ giòn thôi chứ không có nhớt, ngọt ngọt
không chua. Thay vì mình ăn trái lê á, trái lê của đại hàng á các bạn, lê vàng á, thì ăn cái này nó cũng giống như vậy á, mà cái này nó giòn hơn, trái này nó giòn hơn, nó không có xốp, nó không có xốp hơn, ngon. Chấm muối ớt, mình ăn hết một trái luôn á. Rồi đứng lên ha, đứng lên quay trên nè. Hồi nãy là mình ngồi đó, ngồi xuống mới quay được á các bạn, tại vì thấp á, bây giờ phải đứng lên nè. Mé này nè, mé này là trái còn nhỏ còn non nè, đậu sao nè. Nãy là mé kia, giờ qua mé bên này nè, các bạn thấy chưa, mé là con trái không à. Giờ chỗ này nắng quá đó, dễ trồng á, trái đó các bạn. Mé trong kia cũng trái không rồi nè các bạn. Ồ, cái này dễ trồng á các bạn, mà cái này vườn nào cũng bây giờ cũng có bán hết rồi các bạn ơi, không có mắc là 100 mấy một cây à, rẻ nó các bạn. Trồng là ăn thoải mái luôn, thay vì mình ăn lê á, ăn lê mà lê của đại hàng á, mình ăn cái này là ngon hơn cái lê đó. Ăn lại thử coi. Nó không có bị nước nhiều lắm, ít nước à, còn cái kia nước nhiều á, cái kia nước nhiều á, được á các bạn, mua trồng liên nha các bạn, dễ trồng á, cái này dễ, nói trồng là dễ có trái nhất, dễ có bông nhất á. Trái được hai ba trái, hai trái à, hai trái rồi, còn hai trái nè, hai trái bự nè đó các bạn, thấy cái trái táo mình nó như trái lê vậy ha, đó, nó y như trái lê ha, lê nhỏ. Lê là mình mua ở trong chợ mà nó bán cũng 2-3 đồng phao á các bạn, mà trái nhỏ nhỏ. Cái này thì ngon hơn cái lê đó, nhưng mà điều nó không có thơm, nó không thơm mùi lê, nó không thơm mùi gì hết á, nó chỉ ăn giòn giòn ngọt ngọt thôi chứ nó cũng không thơm mùi táo nữa. Mà cái vỏ nó ngon đó, mình để nó gần đó các bạn, mình quay ra cái trái bự cho các bạn thấy cho nó đẹp á ha. Đó cái trái bự nè, nhưng mà nó thực sự chưa hái được, chưa chín đó các bạn thấy chưa, các bạn thấy nó mơ chưa, để gần nó thấy nó bự dễ sợ không, thấy trái ghê chưa nè, chi chít trái luôn á, chỗ nào cũng trái hết à, hay thiệt á ha. Một cái giống này dễ trồng lắm á các bạn, dễ trồng mà dễ ra trái ra bông, mà dễ đậu nữa, không có khó đậu, còn dễ hơn là cái cây táo tàu Suzuli nữa. Mà mình ăn được tháng này ha, tháng 11, tháng 12 là mình mới có ăn, ăn luôn tháng 1 luôn á, ăn luôn tháng 1, tháng 2 luôn á các bạn ha, đẹp chưa, trái gì mà thấy mê luôn á. Rồi giờ quay từ trên xuống dưới cho các bạn coi, nó trên đó cao tới đó là hết rồi, rồi xuống lại nè, mình ngồi á, mình phải ngồi xuống mình quay á, đứng không thấy nữa các bạn, ngồi xuống xong rồi quay xong phải dịn đứng lên á. Các bạn thấy chưa, đẹp không? Hồi trước đây mấy tháng là mình không có làm gì được đâu nghe các bạn, 5-6 tháng về trước á, ngồi xuống là phải có người lôi đứng dậy á, chứ không phải mà có nhờ ai lôi đứng dậy, hay là phải kiếm cái chỗ nào mà có cái cây á, có cái gì có cái thế á, để mình dịn mình đứng lên á, chứ không tự đứng lên được đâu các bạn. Mà bây giờ mình tự đứng lên ngồi xuống mình khỏe lắm, mình đi quay phim, mình làm đủ thứ tùm lum tà la một mình thôi. Mà bác bè các bạn biết mình ăn cái gì không? Mình ăn củ đông trùng mà, đông trùng thảo đó mà mình thường nói trên video của mình đó các bạn, đau nhức phong thấp gì hay thiệt là hay luôn á, quá là hay luôn á. Lúc trước là mình đau lưng, đau đầu gối, đau nhức đủ thứ trong người, mình không còn sức lực á các bạn. Mà có mấy tháng nay mình ăn, có mấy tháng nay có hai hồi tháng 2 á,
Mà bây giờ là tháng 10 ha, tháng 11 là cũng 9 tháng rồi, một ngày ăn chỉ có hai củ thôi đó các bạn. Mà nó có sức khỏe dễ sợ luôn á, sức khỏe mà nó khỏe lắm, người phấn chấn lắm. Không có sợ mà ngồi xuống đứng lên nữa đâu, tự động mình ngồi xuống một mình đứng lên một mình thôi. Rồi mình đi cả ngày đi chợ đi gì cũng không có mệt hết á. Đó, sáng mình ăn một củ là mình đi làm công chuyện suốt ngày, đi chợ hay đi đâu, đi tập thể dục, đi bộ, đi gì, không có thấy mệt mỏi đau, chân đau gì hết. Lưng rồi cũng nó cũng không có đau nữa. Mà bây giờ tối lại cái mình ăn ăn cơm xong cái mình ăn một củ nữa, cái đi ngủ là ngủ một giấc. Khỏe ơi là khỏe luôn á các bạn. Bởi vì có sức khỏe nó khỏe ăn á, ăn được ngủ được rồi. Nên không có đau nhức nữa nên người mình khỏe lắm. Mình có sức lực mình đi quay video rồi mình bỏ lên cho các bạn coi đó. Chứ làm sao mình làm cho nổi, mình đâu bây giờ mình đâu phải mình là người giới trẻ tuổi trẻ đâu, phải không các bạn? Mình cũng đã thuộc hạng du rồi. Để nói cho các bạn biết rõ mình không phải là trẻ đâu. Mình là du rồi, về hưu rồi các bạn. Già rồi đó, chứ nói là già thì nghe nó không hay, nhưng phải nói là thuộc hạng du rồi. Mình làm để cho vui, nhưng mà thấy bây giờ mình khỏe mạnh phấn chấn dễ sợ luôn á, nên mình chia sẻ lại mấy cái củ đó là cho các bạn biết, để các bạn mua ăn ha, à, các bạn trồng để ăn cho có sức khỏe tuổi già. À, lấy cái lá làm trà uống nó rồi nó ngon thì thôi đó các bạn ơi. Cái lá mình sẽ phơi khô, mà mình phơi theo kiểu đông y đó, là nửa nửa nắng nửa nửa trong mát đó, phơi trong bóng mà có xíu nắng thôi á, rồi nó ra cái lá trà thơm ơi là thơm luôn á, giống như là mình mua cái trà Long Tỉnh mà 100 lòng một hộp đó các bạn, mà sẽ không bằng đó. Nên bây giờ mấy ông xã mình bây giờ ông uống cái đó, ông không có uống cái kia nữa, ông uống cái này ngon mà nó thơm lắm, là thơm luôn á. Bởi vậy bây giờ mình trồng rất là nhiều để mình lấy lá làm trà uống, lấy củ để ăn, hay là mà bà nếu không có là phải mua thêm, không có tốn nhiều tiền mà tốt cho sức khỏe lắm đó các bạn. Mình chia sẻ các bạn để các bạn mua về để mà ăn ha. Nếu các bạn có bệnh đau nhức phong thấp nè, đau lưng nè, đau đầu gối nè, đau gót chân nè, người không có sức lực nè, ăn cái này là người mình có sức lực khỏe lắm các bạn ơi. Bây giờ trong người mình á, giống như là mình khoảng chừng 50 60 tuổi thôi chứ không phải là 70 tuổi nữa nghe các bạn. À, mình có sức khỏe lắm, không có sợ đứng lên ngồi xuống mà không có cảm thấy mệt nữa. Mình đi đâu á, mấy đứa trẻ nó rủ mình đi đâu mình cũng đi theo nó lại hết trơn á. Nói vậy là các bạn hiểu rồi đó ha. Rồi xin chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm của mình để cho các bạn nghe, các bạn có bệnh đó, có bệnh đó thì các bạn xài ha. Nếu các bạn cần thì nhắn tin cho mình sẽ giúp cho các bạn có củ để ăn để chữa bệnh ha. Mua lại cho của người em của mình, nó trồng á, nó trồng rồi mình mua nó lại, mình lấy lại, mình không cho nó bán cho ai hết, mình lấy lại hết để mình chia lại cho bạn bè ăn. Ok, xin chào tạm biệt các bạn ha, chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc bình yên, ngắm cái cây táo tàu của mình nè, rồi nghe những lời tâm sự của mình với các bạn, đó là một sự thật 100% á, mình không có quảng cáo đâu các bạn. Để mình chia sẻ, mình thấy nó cái củ gì mà nó hay quá nên mình chia sẻ cho các bạn. Để các bạn nếu mà có bệnh giống mình á thì kiếm uống, nếu bạn có trồng sẵn rồi các bạn lấy ăn nha, đừng có khinh thường nó, coi thường nó. Như là mấy cái này mà mình ăn, mấy cái củ này mà mình ăn mình chữa bệnh cho mình đó, đấy là kinh nghiệm dân gian. Mình đem đi mình hỏi bác sĩ người ta không có chịu đâu, mấy người bác sĩ người ta không có thích đâu, tại vì phải có thí nghiệm xác định rồi mới được, chứ đâu phải nói khơi khơi vậy mà được, nên cũng khó lòng lắm đó các bạn. Nên hỏi bác sĩ là bác sĩ không có deny, à bác sĩ không có nói là không có biết đâu. À, mình uống thì mình chịu trách nhiệm cho mình đó, bởi vì mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm dân gian với các bạn, kinh nghiệm dân gian là kinh nghiệm bản thân của mình đó. Rồi, chào tạm biệt ha. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, bình yên.
Hello các bạn ơi, hôm nay ở biển chim nó tới quá chừng luôn. Chim bồ nông ha, chim này chim bồ nông. Con hải âu không? Hải âu chim bồ nông. Nó ăn cá, chỗ này cá nhiều lắm. Nó giờ nó tới nó bắt cá nó ăn á các bạn. Ui. Bãi biển là hoa già nè các bạn. Ồ, cá ơi là cá luôn. Nên chim nó tới quá chừng chừng luôn các bạn ơi. Đẹp ha. Nó có mấy cái bờ đá nè. Có mấy cái bờ đá. Ở đâu rồi? Bờ đá chim tới quá trời luôn. Ôi, mời các bạn thưởng thức nha. Chim. Chim là chim. Ôi, da, chim tới. Bãi biển này giống bãi biển Vũng Tàu không các bạn? Bờ biển này giống bờ biển Vũng Tàu ha, Nha Trang gì đó các bạn. Đẹp không? Vách núi đó. Chim tới quá trời luôn. Ôi, mời các bạn thưởng thức nha. Bữa nay chim tới ăn cá. Cá tới ăn, chim tới ăn cá. Quá trời cá luôn. Ở chỗ nào có cá là có nó tới là các bạn ơi. Đẹp ha, bờ biển đẹp quá trời luôn á. Tháng này mà người ta bận đồ tắm, người ta vẫn xuống tắm đó các bạn. Mùa đông rồi, sắp sửa mùa đông rồi đó. Ở San Diego mát đấy chưa các bạn, còn tắm biển được đó các bạn ơi. Rồi, mời các bạn thưởng thức nha. Rồi.